À, theo cường thì à, sau khi mà mình cường đã nghỉ à, một năm rồi, dạ. thì à, cường chia sẻ thêm cái sự à, khác nhau giữa một người mà nghỉ hưu sớm ở tuổi 35 năm so với một người mà theo cái chế độ của mình ấy, thì nó dạ. khác nhau như thế nào? À, thật ra thì em em cũng không phải là một người nghỉ hưu truyền thống, <laughs> thế nên em không biết là cảm giác của những người mà đến tuổi à, 60 hoặc là năm năm hay là như thế nào đó họ nghỉ hưu thì cảm giác của họ như thế nào nên cũng không biết để mà mà so sánh được hai cái điều đó nhưng mà tuy nhiên thì em nghĩ rằng là thông qua cái quan sát của mình thông qua cái tiếp xúc của mình với những 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 bác những chú mà đã nghỉ hưu rồi thì mình cũng mình cũng cảm nhận thôi mình cảm nhận cái cái cuộc sống của mình so với cuộc sống của họ thì cái điều đầu tiên mà em thấy là giữa cái nghỉ hưu truyền thống với cả nghỉ hưu chủ động như em thì nó cũng có những cái giống nhau chứ không phải không ví dụ như là mình sẽ được thoải mái về thời gian hơn ừ. mình sẽ có thời gian cho những cái thú vui của mình hơn nếu mình, muốn, mình à? muốn hoặc là mình sẽ có điều kiện để chăm sóc cho gia đình cho bản thân hơn và nhìn chung thì khi đã nghỉ hưu có nghĩa là mình ngừng cái chuyện là phải áp lực phải đi làm phải đánh đổi thời gian của mình lấy thu nhập mà có thể thu nhập đấy là nhà nước người ta đã lo cho mình hoặc là cơ quan đã lo cho mình à, hoặc là ví dụ như trường hợp của em là mình đã có những cái nguồn uh, thu nhập thụ động nó lo cho mình đấy là mình không bị cái áp lực đó nữa và uh, như thế thì rõ ràng là cuộc sống của mình nó sẽ có được những cái sự tự do và thoải mái hơn đấy thì em nghĩ là nghỉ hưu truyền thống hay là nghỉ hưu chủ động nó đều như vậy cả nhưng mà đối với nghỉ hưu truyền thống thì em thấy là nó có một số những cái hạn chế, à, hạn chế đầu tiên là về phương diện độ tuổi. tuổi Khi đúng mà độ tuổi mình đã lớn rồi thì mình sẽ bớt đi một số cơ hội, anh ạ. À. Cái trải nghiệm của mình nó sẽ bớt đi đúng không? Dạ vâng, nó sẽ bớt đi một số cơ hội. Ví dụ Nhiều. như là ở độ tuổi đó thì chắc sẽ không ai nghĩ đến chuyện là uh, bắt tay vào làm một cái podcast mới chẳng hạn đúng không anh? Đúng. Rồi. Hoặc là bắt tay vào một cái dự án mới mà vì cộng đồng, nói chung là rất là hiếm người sẽ nghĩ đến những cái như vậy. Đấy, họ sẽ cảm thấy là đấy là thay giai đoạn để nghỉ và giai đoạn để mà hài lòng với những cái gì mình đã phấn đấu cả cuộc đời và bây giờ là mình dành thời gian để mình bù đắp lại những cái đó chứ không phải là một một chương mới của cuộc sống đó thì em nghĩ là là cái độ tuổi rồi ngay kể cả là đôi khi mình muốn làm cái đó thì cái sức khỏe của mình cũng chưa chắc nó đã cho phép tại vì ở độ tuổi ngoài 60 là độ tuổi mà phải giữ sức khỏe rồi anh ạ giữ gìn sức khỏe và phải lo để làm sao mà để cho mình 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 có một cái tuổi già của mình nó được uh, bình yên nhất về phương diện cơ thể. Thế thành ra là nó sẽ sẽ hạn chế hơn. Ngoài ra thì em thấy là về phương diện tài chính nó cũng có một số hạn chế nhé. Ví dụ như là cái lương hưu của mình là mình sẽ chỉ gọi là tương đối là đầy đủ cho cái cuộc sống của mình và gọi là dưỡng già thôi. Nhưng mà nếu mà nghỉ hưu chủ động thì thường là mình mình có cái tài sản của mình nó chủ động cho các kế hoạch của mình hơn Đấy. và mình vẫn còn nhiều cái cơ hội phát triển về phía sau ờ, cũng như là về các cái tài sản mà nó tạo ra nguồn thu hay là giá trị cho mình ấy thì mình cũng có quyền là mình chuyển đổi nó này, mình cũng có quyền là mình cho lại con cái mình này thì những cái đó nó cũng làm cho mình nhiều lựa chọn hơn. Thế còn nếu mình chỉ có một khoản lương hưu là bao nhiêu bao nhiêu đó mỗi tháng thì có ví dụ mình muốn chuyển đổi nó thành một cái dự án gì đó hay một kế hoạch nào đó của riêng mình hay là muốn thừa kế lại thì gần như điều đấy là không thể. Đó nên là em thấy là đối với em thì em thấy rằng nghỉ hưu chủ động nó có nhiều lựa chọn hơn, nó có nhiều phương án hơn, nhiều cái cơ hội hơn cho mình để mình 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 khám phá cái cuộc sống sau khi mình nghỉ hưu anh có một cái uh, trải nghiệm của người nhà thôi. Thực ra thì uh, đấy là người thân của mình về mặt tài chính ấy. thì có lẽ thì uh, người đó cũng có thể là uh, nghỉ hưu được từ lâu rồi, Vậy. từ rất từ lúc còn còn trẻ, có thể là từ lúc 50 tuổi rồi. Thế nhưng mà uh, người đó vẫn cố gắng làm Vậy. và suốt ngày làm, uh, suốt ngày làm để kiếm tiền và kiếm tiền đến khi mà cơ thể mình không chịu nổi được nữa và bị à. phát sinh ra bệnh tật thì đến bây giờ thì cũng có rất là nhiều tiền nhưng mà uh, không thể làm được uh, không thể mà có những cái trải nghiệm cuộc sống ví dụ như là đi lại này kể cả đi lại thăm chơi họ hàng thôi thì cũng, cũng mệt mỏi Gặp lắm rồi khó khăn khó khăn đúng Chứ à. chưa nói đến việc là những cái trải nghiệm cuộc sống như là đi uh, uh, du lịch hay đi đây đi đó hay khám phá các thứ là à. hoặc là làm những cái mà mà mình cảm thấy thích ấy, là cũng đã có một cái sự hạn chế rồi Đấy, ở đây thì ở cái cái khi mà mình 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 cũng như mọi người mà nếu mà mình nghỉ hưu theo cái độ tuổi kể cả không kể cả theo chính sách của nhà nước theo uh, hoặc là mình có tài chính nhưng mình cũng vẫn theo cái độ tuổi mà nghỉ theo chính sách nhà nước thì cũng có những cái mà uh, hạn chế như vậy. vậy.